Xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 4, tỷ số và tỷ số phần trăm. Sách giáo khoa môn toán lớp 6, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Hãy tìm theo bài, theo chương hoặc là theo trang để chúng ta học nha. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 41 nào. Đấy, như vậy thì đây là nội dung bài của chúng ta. Riêng về các nội dung lý thuyết của cái bài này thì thầy sẽ không hướng dẫn lại. Bởi vì sao? Chúng ta có thể học ở trên lớp nhé. Bây giờ thầy và các em sẽ tập trung làm những cái phần bài tập ở đây. Ta sẽ đến với cái bài tập số 1 này. Người ta cho như sau này. Sĩ số lớp 6A1 là 32 học sinh. Trong đó có số học sinh học bơi là 24. Hãy tính tỷ số giữa số học sinh học bơi và sĩ số của lớp. Đấy, vậy thì đây có phải là tìm tỷ số của gì? Hai số đúng không các em? Đấy, vậy thì đây chính là tỷ số phần trăm của gì? Của hai số. Chúng ta biết cách học rồi, làm ở lớp 5 rồi, hoặc là gì trong lý thuyết này chúng ta cũng đã có công thức rồi đúng không nào? Đấy, muốn tìm tỷ số phần trăm của hai số A và B thì ta nhân A với gì? Nhân A với 100, đúng không? Rồi chia cho gì? Chia cho B. Được bao nhiêu mình sẽ viết cái kết quả gì? Phần trăm, đúng không? Đó, vậy thì chúng ta sẽ trả lời tính tỷ số giữa học sinh học bơi và sĩ số của lớp này. Vậy chúng ta sẽ trả lời nhá. Tỷ số này giữa cái số học sinh học bơi, học bơi đúng không, và sĩ số của lớp, và sĩ số của cái lớp 6A1 luôn sẽ là, được chưa? Đấy, vậy thì học sinh biết bơi tức là gì? 24, các em chia cho bao nhiêu? Chia cho 3, 32, đúng không? Phải không? Đấy, vậy thì 24 mà chia cho 32 thì sẽ bằng bao nhiêu? Nhớ đây người ta chỉ hỏi là tỷ số chứ không phải hỏi là tỷ số phần trăm nha. Đấy, cái công thức này là tính tỷ số phần trăm, ở đây mình chỉ tính tỷ số của hai số này thôi, tức là nó sẽ bằng bao nhiêu? 24/32 này đúng không? Đấy, vậy thì các em thực hiện phép tính chia này cho thầy. 24 nè, chia cho 32 nè. Như vậy 24 không chia được đúng không? Sẽ bằng 0 nè, đúng không? Đấy, vậy đây sẽ là 24 nè. Thêm 0 này sẽ đánh dấu phẩy. 240 mà chia cho 32 thì chúng ta sẽ được bao nhiêu nhỉ? Tức là nếu cái này tùy theo nhá, các em có thể tính là số thập phân hoặc chúng ta để dạng phân số cũng được nè. 240 mà chia cho 32 thì được 8, ở đây là 8324 rồi đúng không? Vậy thì chỉ được 5, 52 là 10. Như vậy số 2 này ở sau thì chúng ta chỉ có số 52 là 10 không nhớ 1. 53 15 nhớ 1 16, như vậy là nó rất là nhỏ. Đúng không? Phải được cỡ 7 đúng không? 72 14 với 4 nhớ 1 73 21 nhớ 1 là bao nhiêu? 22. Đấy còn 6 nè. 4 nè trừ đi 3 thì còn mấy? 1. Như vậy thêm số 0 nữa. 160 chia cho 32 thì có phải là được 2 không? 5 chứ. 52 là 10 không nhớ 1. 53 15 nhớ 1 là 10. 16. Đó, vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 0,7 75. À, nếu các em làm ra số thập phân thì nó sẽ là 0,75. Hoặc chúng ta làm phân số này thì sẽ chia cả tử và mẫu của hai bên 4 nè. Với 32 này chúng ta sẽ cùng chia cho mấy được nhỉ? 32 thì chia được cho 8 đúng không? Đấy, vậy thì chia cả tử và mẫu cho 8 nhé. Đúng không? Đấy, 24 chia cho 8 được 3, 32 chia 8 bằng 4. Như vậy nó sẽ bằng 3 phần gì? 3 phần 4 à. 3 phần 4 nếu giáo viên không muốn để dạng phân số như thế này thì các em có thể đưa về dạng gì? Số thập phân. Đó là 0,75 nha, tùy nha. Xem giáo viên mình thích để cái số loại nào thì chúng ta sẽ để cái loại đó nhé các em, nhớ không?
Đấy, tức là khi các em mà được giáo viên thực hiện yêu cầu làm cái bài này thì chúng ta sẽ hỏi thầy ơi cô ơi để là phân số hay là để là số thập phân. Đó, nếu yêu cầu để phân số chúng ta sẽ để là 3 phần gì? 3 phần 4, đúng không? Còn nếu yêu cầu để là gì? Số thập phân chúng ta sẽ ghi là 0,75. Được chưa? Đấy, bài số 1 xong nhá. Rồi, sang bài số 2 này. Viết các số thập phân sau đây dưới dạng tỷ số phần trăm. Đó, vậy thì ở đây lại là một cái bài toán từ số gì? Từ số thập phân. Chúng ta lại đưa về dạng tỷ gì? Tỷ số phần trăm. Như vậy thì các em phải biết được này. Từ cái số thập phân này này, muốn đưa về tỷ số phần trăm thì chúng ta phải biến đổi cái thằng này có mẫu là gì? Mẫu là dạng phân số thập phân đúng không? Đấy. Vậy thì bài số 2 này. Âm này, 0,72 thì có phải ở đây các em nhìn thấy phần thập phân có mấy chữ số? 2 chữ số thì chắc chắn là gì? Mẫu sẽ là bao nhiêu? 100. Vậy thì tử của nó sẽ là số bao nhiêu? 72. Vậy thì nhớ đây phải có dấu gì? Dấu âm nhá. Đấy, đây số âm mà các em. Vậy thì âm 72 phần 100 thì các em chuyển về gì? Chuyển về tỷ số phần trăm thì có phải là nó sẽ là âm 72% không? Đúng chưa? Đấy. Tương tự như vậy, 0,4 à thì sẽ bằng phần thập phân đây có mấy chữ số? 1 chữ số. Đúng không? 1 chữ số, vậy thì bây giờ mình đổi ở đây này, tỷ số phần trăm thì các em phải đưa về mẫu là bao nhiêu? 100. Vậy mẫu 100 thì ở đây phải là nhân với 10 nữa thì sẽ là 4 gì? 40. Đúng không? Đây, không có nhiều em thì không nắm được nè. 0,4 đưa về phân số thập phân tức là sẽ bằng 4 phần 10. 4 phần 10 nhưng mà chúng mình chuyển ở đây này, tỷ số phần trăm thì buộc mẫu đây nè phải là 100. Như vậy nhân cả tử và mẫu của thằng này với 10 đúng không? 10 x 10 100 này. 4 x 10 sẽ là 4 gì? 40. Đấy, không có nhiều em không nắm nha. 40 trên 100 thì có phải là bằng 40% không? Hiểu chưa? Rồi. Âm 2,23. Như vậy phần thập phân ở đây là mấy chữ số? 2 chữ số này. Đúng không? Hay vậy thì trên tử sẽ là âm 2,23. Đúng chưa? Âm 2,23 trên 100 thì có phải là sẽ là 2,23%. Và nhớ đây dấu gì? Dấu âm này. Đấy. Xong chưa? Rồi, sang bài số 4 nhá. À, bài số 3 chứ. Chưa gì đã nhảy sang bài số 4 rồi. Viết các phân số sau dưới dạng tỷ số phần trăm. Đấy. Như vậy thì muốn viết được những cái thằng này nè về dạng tỷ số phần trăm thì mình phải biến đổi cái mẫu này này thành bao nhiêu gam? Thành 100 đúng không? Hoặc là gì? Hoặc là áp dụng công thức đây. Đâu rồi? Đây nè. Đấy, đúng không? Rồi. Câu số 3 này. Hoặc là chúng ta sẽ thực hiện là gì? Nhân cả tử và mẫu của thằng này với bao nhiêu? Với 100. Và thêm cái ký hiệu gì? Phần trăm, phải không? Đúng không? Đấy. Như vậy thì 7 phần 25 này. 7 phần 25 thì sẽ bằng là 7 nhân với bao nhiêu? Nhân với 1. 100. Trên gì? Trên 25. Và nhớ đây có dấu gì? Phần trăm. Đúng không? Như vậy thì 7 nhân với 100 là 700. 700 các em chia cho 25. Cái này chúng ta có thể có máy tính ta dùng chúng ta bấm luôn nhá. Cũng được, không có ai cấm nhá. 70 chia cho 25 thì được 3 không? 35, 15, 5 nhớ 1, 3, 6 nhớ 1 là 7. Nhưng mà lớn hơn rồi chỉ được 2 thôi. Như vậy đây 50 còn dư mấy? Dư 20 nè, thêm 0 nè, 200 chia cho 25 thì có phải được 8 không? Đúng không? Đấy, vậy thì nó sẽ bằng 28%. Xong chưa? Rồi, phân số thứ hai này, âm 19/4 nè. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bằng cái gì đây? Âm nè, tử nè, 19 nhân với 100 chia cho 4 nè.
đúng không? Đấy, vậy thì sẽ bằng bao nhiêu? Em có thể dùng máy tính ta bấm đi cũng được nhá. Như vậy 19 nhân 100 thì có phải là 1900. 1900 mà chia cho 4 à, 19 chia cho 4 thì được 4, 44, 16 còn dư 3. 30 mà chia cho 4. Từ nhá. Phải không? Ba, đúng rồi, 30 chia cho 4 thì được 8, không được 7, 74, 28 còn dư 2. 20 chia cho 4 được 5. Như vậy sẽ là 475, đúng không? Bằng 475%. Đấy, lớn nhỉ. Sao mà âm 19 phần 4, tính ra tỷ số phần trăm lớn thế nhỉ. Rồi, vậy đây số gì? Số âm nhá. 26/65 nè. 26/65 thì các em tính ra cũng giống như vậy, chúng ta sẽ lấy 26 nhân với 1, 100, được chưa? Chia cho 6, 65. Đấy, như vậy 26 nhân 100 thì sẽ là 2600 chia cho 65. 260 chia cho 65 thì được 445 20, không nhớ 2, 4624 nhớ 2 là 26, không. Như vậy anh này hạ 0 thì sẽ chia nào. Vậy sẽ được bao nhiêu? 4 gì? 40, đúng không? Đấy, 40%. Đây có dấu phần trăm nhé, quên đó. Đấy, nhớ đừng quên cái này nha. Quên cái này là xong luôn đó. Bút xa là cả chết nha các em. Rồi, sang bài số 4 nhé. Viết các tỷ số phần trăm sau dưới dạng số thập phân. Ồ, quá đơn giản đúng không? Từ tỷ số phần trăm mà viết ra số thập phân thì bạn nào cũng có thể viết được, đúng không? Đấy, như vậy chúng mình có âm 5%. Âm 5%, tại vì nhỏ nhà thầy cũng đang học nên là nhà thầy rất là ồn nha các em. Như vậy thì có phải đây mẫu sẽ là bao nhiêu? 100, thì tử sẽ là mấy? 5, đừng quên số âm này nhá. Đấy, vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 0,005. Được chưa? Rồi tương tự như vậy là âm 35%, thì có phải mẫu đây sẽ là 100 và trên tử là 3, 35, đừng quên dấu trừ đằng trước, đúng không? Đấy, như vậy ở đây sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng bao nhiêu? 0,35, dấu trừ. Rồi sang câu tiếp theo, 317% thì sẽ bằng 317 nè trên 100. Như vậy 317 trên 100 thì sẽ bằng 3,17. Xong chưa? Rồi, sang bài số 5 nhé. Lớp 6A3 có tổng số học sinh là 40 bạn. Đây, tổng số là bao nhiêu? 40 bạn nè. Đúng không? 40 học sinh nè. Số bạn học sinh giỏi là 8. Đây, tức là học ở loại giỏi nè. Là 8 bạn. Bạn học sinh khá là 20 bạn. Này khá nè, bao nhiêu? 20 bạn. Học sinh trung bình là 10 bạn. Trung bình là 10, đúng không? Còn lại là yếu kém nè. Yếu kém nè. Yếu kém thì sẽ là mấy? 10. Vậy ta hỏi này, tính tỷ số phần trăm học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu kém của lớp. Tức là gì? Chúng ta sẽ tính tỷ số phần trăm của từng cái loại học sinh nè. Giỏi nè, khá nè, trung bình nè, và yếu kém là cộng gì? Cộng chung, đúng không? Đấy, vậy thì ở đây chúng ta chỉ việc gì? Thực chất đây là tính gì? Tỷ số phần trăm của 8 với 40, 20 với 4 gì? 40, 10 với 40 và còn lại thôi, chúng ta trừ thôi, đúng không? Đúng không? Trung bình. À xin lỗi các em, còn lại nhá. Đây là còn lại nè. Còn lại là yếu kém, đúng không? Vậy thì mình cũng có thể tính được ra số yếu kém này, nhưng mà chúng ta không cần tính số học sinh. Ta chỉ hỏi tỷ số phần trăm thôi, chúng ta không cần tính số học sinh yếu kém, đúng không? Nếu muốn số học sinh yếu kém thì đây sẽ là bao nhiêu? 8 với 20 là 28, là 38. Như vậy thằng này sẽ có mấy? 2 thôi, đúng không? Đúng chưa? Đấy, nếu mà học sinh yếu kém này có 2 em đó, tức là 2/40. Nhưng mà chúng ta tính được giỏi, khá, trung bình rồi thì chúng ta sẽ lấy tổng 100% trừ đi cái này, nó sẽ ra, đúng không? Đấy. Rồi, vậy mình sẽ tính nè. Tỷ số
phần trăm. Tỷ số phần trăm học sinh gì? Học sinh giỏi nè. Học sinh giỏi của lớp sẽ là, đó, học sinh giỏi là mấy các em? 8 đúng không? Sẽ là 8 nhân với 100 chia cho bao nhiêu? Chia cho tổng số đây là 4 gì? 40. Đừng quên cái dấu phần trăm này nhá. Đấy. Vậy thì 800 chia cho 40 thì có phải nó sẽ bằng 2 gì? 20% không? Đó. Tương tự như vậy thì mình sẽ tính được tỷ số gì? Tỷ số phần trăm của học sinh gì các em? Học sinh khá của lớp sẽ là, đấy thì bao nhiêu đây? 20 nhân với 1, 100 chia cho 4 gì? 40, và đừng quên dấu gì? Dấu phần trăm. Như vậy 20 nhân 100 này 2000. 2000 chia cho 4 thì có phải bằng bao nhiêu? Chia cho 40 có phải bằng 50% không? Đó. Rồi tương tự như vậy mình sẽ tính được thằng gì? Trung bình. Tỷ số phần trăm. Đó, các em nghe và các em viết thôi, bởi vì chữ của thầy đôi khi có thể có nhiều em sẽ khó đọc được. Phần trăm học sinh gì? Học sinh trung bình nè. Học sinh trung bình của lớp sẽ là bao nhiêu các em? 10 đúng không? 10 nhân với 1, 100. Chia cho 4 gì? 40. Có dấu phần trăm nhé. Rồi vậy thì đây 10 nhân 100 là 1000. 1000 mà chia cho 40 thì có phải nó bằng 25% không? Đó. Rồi còn lại nè. Cái thằng yếu kém nè. Tỷ số phần trăm học sinh gì? Học sinh yếu kém là chung nhá. Yếu kém, thường thường người ta phân loại ra yếu là bao nhiêu, kém bao nhiêu của lớp nè. Sẽ là, đó. Vậy thì tổng số của lớp là 100% đúng không? Trừ cho này, giỏi bao nhiêu? 20%. Cộng với khá 50%. Cộng với trung bình 25%. Đó, mình thực hiện như vậy thôi. Đúng không? Đó. Như vậy các em cộng cái này vào cho thầy. 20 với 50 là 70. 70 cộng với 25 có phải là 95% không? Vậy thì 100 mà trừ đi 95 thì còn mấy? Thì còn có 5% thôi đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta đã có đáp số của từng gì? Từng loại nhá. Đó, các em ghi đáp số vào. Đơn giản đúng không? Rồi. Sang bài số 5. Bài số 6. Cứ 15 trang viết tay thì gõ vào máy vi tính, đem in thì được 9 trang. Tính tỷ số phần trăm giữa số trang in và số trang viết tay. Tức là chúng ta viết tay như thế này này các em. Đây chúng ta gọi là viết tay này. Nhưng mà khi chúng ta đánh vào trong máy tính á, thì nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều. Vậy sao? Vì viết tay của chúng ta nó sẽ nguệch ngoạc đúng không? Đấy, chẳng hạn như chữ của thầy đây như vậy này. Vậy thì đây thực chất là gì? Tính tỷ số phần trăm của thằng nào? 9 với bao nhiêu? 15 đúng không? Tỷ số phần trăm của trang in này là 9 này, với viết tay là 10, 15. Vậy thì bài toán này chính là tính tỷ số phần trăm của 9 với 10, 15. Đúng không? Thì mình sẽ trả lời thôi. Vậy thì tỷ số phần trăm, tỷ số phần trăm giữa, giữa cái gì? Số trang in và viết tay đúng không? Sẽ là, đấy, sẽ là cái gì đây các em? 9 nhân với 1, 100 chia cho 2, à, chia cho 10, 15. Và nhớ cái dấu phần trăm này nhá. Đấy, đây số 15 nhá. Rồi, như vậy thì chúng ta 9 nhân 100 là 900. 900 chia cho 15 thì có phải là 900 này chia cho 15 thì có phải là chúng ta lấy 90 chia cho 15 thì được 6 thêm số 0 nữa đúng không? Đấy, vậy thì nó sẽ là gì? 60%. Đó, và chúng mình đi cho thầy đáp số. Đấy, giải rất là nhanh chóng cho chúng ta nhé. Rồi, bài số 7 nè.
một cái cửa hàng tháng 1 có doanh thu là 500 triệu đồng, doanh thu của tháng 2 là 400 triệu đồng, tính phần trăm tăng trưởng của tháng 2 so với tháng 1. Tức là yêu cầu mình là tính là gì? Tính cái tăng trưởng phần trăm đấy, của tháng 2 này so với tháng gì? Tháng 1. Như vậy các em thấy là tháng 1 là 500 triệu đồng, còn tháng 2 là bao nhiêu? Tháng 2 là bao nhiêu đấy? 400. Vậy thì đây cũng chỉ là bài toán gì? Tính tỷ số phần trăm của 400 triệu so với 500 gì? 500 triệu này thôi. Đơn giản đúng không? Vậy chúng ta sẽ trả lời nè. Phần trăm tăng trưởng. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời số phần trăm. Số phần trăm tăng trưởng. Đúng không? Số phần trăm tăng trưởng của tháng 2. Tháng 2 so với tháng gì? Tháng 1 nhé. Sẽ là đấy, bao nhiêu các em? 400 nhân với 1, 100 chia cho 5 gì? 500. Đừng quên cái dấu phần trăm này, được chưa? Như vậy chúng ta sẽ xem bằng bao nhiêu. Tức là coi cái tháng 1 là 100% đó. Thì 400 nhân 100 thì có phải nó sẽ là 40.000 đúng không? 40.000 mà chia cho 500, như vậy bỏ được 2 số 0. Còn 400 chia cho 5, 400 chia cho 5 thì được 80 đúng không? Đấy, 80%. Đấy, rất đơn giản đúng không? Đáp số. Được chưa? Rồi, sang bài tiếp theo, bài số 8 nè. Còn giấy không? Đây, chắc tận dụng đây đi nhá. Bài số 8 nè. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đó. Dài khoảng 56 km. Nhưng trên một bản đồ chỉ đo được là 2,8 cm. Tìm tỷ lệ của bản đồ. À, như vậy cái này nó có liên quan tới cái bộ môn gì? Môn địa lý đấy các em. Tức là mình sẽ có kích thước thực này. Kích thước thực là 56 km. Và kích thước ở trên bản đồ là bao nhiêu? 2,8 cm. Vậy thì bây giờ tôi yêu cầu mình là gì? Tính cái tỷ lệ của bản đồ này. Đúng không? Đấy. Có phải không nào? Các em đã học trong trong cái bài như các em học ở chân trời đúng không? Sách chân trời thì bên môn địa ông ta làm bài khoảng bài số 4, bài số 5 gì đó. Là nó có cái tỷ lệ bản đồ này đúng không? Đó. Vậy thì cái bài tỷ lệ bản đồ này nè. Thì chúng ta sẽ lấy cái gì các em? Lấy cái gì đây? Lấy cái chỉ số mà đo được ở trên bản đồ này này. Chúng ta chia cho cái gì? Chia cho kích thước thực rồi nè. Đúng không? Đó. Thì nó sẽ ra được gì? Cái tỷ lệ. Phải không nào? Đó. Vậy thì ở đây chúng ta thấy này. Đây đơn vị là gì? Km. Và trên bản đồ chúng ta đo được là gì? Đây các em ví dụ này nhá. Một, tỷ lệ của bản đồ 1 chia cho 100. Có nghĩa là 1 cái cm các em đo được trên bản đồ thì nó sẽ bằng 100 cm ở ngoài thực gì? Thực tế. Đúng không? Vậy thì giờ cái bài toán yêu cầu mình đang tính cái tỷ lệ đây nè. Mà chúng ta đã có cái gì đây? Kích thước ngoài thực tế, kích thước trên bản đồ, giờ mình chỉ việc tính gì? Tính tỷ lệ, hiểu chưa? Vậy chúng ta sẽ đổi nè, 56 km này ra gì? Ra cm. Đúng không? Đúng không nào? Vậy thì các em phải nhớ được về cái bảng đơn vị đo gì? Độ dài. Km mà ra cm nè. Kilo này. Hectomet. Đề ca mét đến mét. Mét đến đề si mét đến gì? Cm này. 10 nè. 10 nè. 10 nè. 10 nè. 10 nè. Nó cách nhau bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy sẽ là bao nhiêu? 5 con số 0. Đúng không? 5 con số 0 ở đây sẽ là bao nhiêu? 5 triệu à? 5 triệu 600 nghìn cm. Đúng không? Đấy. Đúng không các em? Đấy, vậy thì nó sẽ là 5 con số 0. 56 km thì sẽ bằng 5 triệu 600 nghìn cm. Được chưa? Đấy. Sẽ là 5 triệu này. 600.000 cm. Được chưa? Rồi, vậy thì đến đây mình
có kích thước thực là kích thước bản đồ đã trùng gì, trùng về đơn vị, thì chúng ta sẽ tính vậy thì cái tỷ lệ của cái bản đồ, đúng không? Đây này là bên môn địa lý rồi, đúng không? Đó là, đấy, chúng ta sẽ lấy cái gì đây? 2,8 kích thước thực chia cho bao nhiêu? 5.600.000. Đúng không? Vậy thì nó sẽ là tỷ số của 2,8 này chia cho bao nhiêu? 5.600.000 này. Đúng không nào? Đó, cái này chúng ta bấm máy đi cho nhanh nhé. Thôi chúng ta sẽ đưa nó về dạng dạng gì? Dạng số thập phân hay là phân số nhỉ? 2,8 chúng ta chia cho 5.600.000. Chúng ta có thể đưa về dạng phân số cũng được, mà số thập phân cũng được. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ rút gọn nó đi, đưa nó về số thập phân đi. À, đưa về phân số đi nhá. Phân số thì mới được nha các em, bởi vì sao? Đây chúng ta đang tìm là tỷ số này. Đấy, chứ không thể đưa về số thập phân được, đúng không? Như vậy cái thằng này kiểu gì thì kiểu nó cũng phải là 1 nè, đúng không? Tức là 1 cm trên bản đồ này thì nó sẽ tương ứng với bao nhiêu, thì chúng ta sẽ lấy 5.600.000 nè, các em chia cho 2,8. Đấy, 5.600.000 các em chia cho thầy, chia cho 2,8 xem nó bằng bao nhiêu. Đấy, thầy sẽ bấm máy nha. Như vậy nó sẽ ra là 2.000.000. Đấy, 1/2.000.000 nhá. Bởi vì đây mình đang phải tính là gì? Tính tỷ lệ, nên là phải có cái tỷ lệ này như thế này nhá. Đấy, vậy thì 1/2.000.000 này, vậy chúng ta sẽ trả lời này. Vậy thì cái tỷ lệ cái bản đồ, tỷ lệ cái bản đồ đó là 1/2 gì? 2.000.000. Có nghĩa là gì? 1 cm ở trên bản đồ thì bằng 2.000.000 cm ở ngoài gì? Ngoài thực tế đấy các em. Hiểu chưa? Rồi. Và đến đây chúng ta cũng đã hoàn thành xong được cái bài số 4 nhé. Và đừng quên chia sẻ kênh cũng như video này đến các bạn đang học chung lớp, chung trường với mình nha. Có cái nội dung nào các em đọc không được hoặc là không hiểu ấy thì các em có thể tua lại xả lại cái video để chúng ta xem nhé.